Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dẫn. Thì bữa nay ngày 13 tháng 1 năm 2024 thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha các bạn. Thì hiện tại mình đang ở trên cây xài cặp nhà nè, để thăm mấy cái bao mà bao cách đây cũng 20-25 ngày các bạn. Thì bao cũ có, bao mới có nha. Đây là bao cũ nha các bạn nè. Logo lợt nè. Bao cũ đợt rồi. Và tận dụng bao lợi nha các bạn. Đây, lên màu cũng đẹp nha. Rất đẹp nè. Đây nè. Hơi dối các bạn ơi. Ngoài đó nó không có cái mộng. Này bao sao nè. Này mới bao sao. Bạn này xe cốc mà các bạn, xe cốc. Đây, Đài Loan nữa nè. Bao này đặt sao nha. Gần ton này sợ chạy quá các bạn ơi. Sợ nó chạy nha. Đây. Vàng nha các bạn. Chung bao nào cũng vậy thôi. Miễn bao đen có lớp đen ở trong. Lớp đen với lớp vàng ngoài là bao nó lên màu vàng các bạn. Quan trọng là lớp đen ở trong nha. Nè, màu rất là đẹp luôn. Đó. À, mình không có lột ra ấy, nó chày nè, mấy cái đinh nó chày. Giá xài Đài Loan vàng thu mua Tây Dương, vàng nhất là 29.000, vàng nhì 12.000, xài xanh xanh nhất là 17.000 và xanh nhì là 7.000. Vì giá xài nó tuột nha các bạn. Còn bữa nay mình báo xài cát Hòa Lộc xô 400 múp nha các bạn. Thì nói chung là hiện tại xài bây giờ là nhà vườn vườn nào cũng neo bán chợ gầm mà đó, thì mình đi, bây giờ mình báo 400 úp đi. Giá 400 úp từ 30 cho tới 35.000, từ 30 tới 35.000 các bạn. Đây, hiện tại là rất là đụng xài rất là nhiều mà chợ ế nha. Thì giá là giá thu mua tại vườn 400 úp 30 tới 35.000. Còn mà xài mà sổ hơn nữa thì giá nó sẽ cao hơn nha. Còn riêng về xài các chu xanh, mua xô tại vườn 13-14.000. Các xô, các chu vàng 15-16.000. Đó là giá xài các chu cũng như là các cò lọc và xài Đài Loan thu mua tại vườn. Thì nhớ anh em nhà vườn nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha. Thì bên cạnh mà cập nhật giá xài, mình có bán túi bao xài bạn nhà nông, giá sỉ cho nhà vườn, giá sỉ cho đại lý và giá bán lẻ cho nhà vườn theo từng khu vực nha các bạn. Thì nói chung là nếu các bạn mà mua số lượng càng nhiều thì giá nó ưu đãi thôi. Thì video mình đến đây kết thúc nha. Những anh em nào mà cần bán xoài hoặc là cần mua túi bao xoài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình